Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Hôm nay đã là ngày thứ hai Nhi ở nhà chồng rồi. Ngày hôm qua dậy sớm lắm, 4 giờ đã dậy rồi, còn hôm nay nằm ngủ tới 5 giờ rưỡi mới dậy luôn. Mình nghĩ rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó các mọi người ơi. Tốt và xấu nó luôn song hành. Ví dụ ngày xưa mình đi làm 12 tiếng một ngày á, là sáng 5 giờ mình phải dậy để mình chuẩn bị, 5 giờ rưỡi là mình đi. Nên là bây giờ mình tập được cái thói quen mình dậy sớm á. Khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là xong khoảng thời gian đó là mình sẽ giật mình dậy. Rồi thì ngày xưa hồi lúc mà ở nhà, lúc mà đi làm 7 giờ á, thì mình dậy lúc 5 giờ để mình có tập một vài động tác thể dục, tập yoga này nọ. Nhưng mà lúc mà mình dọn đồ đạc này về nhà chồng này, xong cái mình quên đem theo đồ tập, đem theo thảm tập mà không có đồ tập. Nên là sáng nay không có đồ để mặc tập. À đúng rồi, mọi người có, Nhi có thấy rằng là các cô chú anh chị có bình luận hỏi rằng là Nhi là sao trong bữa cơm ngày hôm qua không có mẹ chồng của Nhi là mẹ của anh Thép á. Thì Nhi trả lời rằng là mẹ chồng với lại ba chồng của Nhi á, là ba mẹ ruột của anh Thép á, là không có ở chung với nhau, không ở chung nhà với nhau. Nên là anh Thép thì ở với ba, cho nên là mình ở với ba luôn, không có mẹ ở đây. Thì mình nghe má mình dặn á, là mình phải về nhà chồng ở 3 ngày thì mình mới được ra khỏi nhà. Cho nên là 3 ngày nữa mình mới qua mẹ chồng để mình thăm được. Nên là mình trả lời cho mọi người đỡ thắc mắc ha. Hồi sáng nay mình sẽ dậy sớm xong rồi, mình sẽ dọn một chút ở trong tủ lạnh, xong rồi tiếp tục nấu ăn trong gia đình. Giờ thì Nhi cũng chưa có bắt đầu đi làm, cho nên là giờ cũng còn rảnh đó. Nên là mình làm việc nhà. Còn mai mốt thì mình đi làm rồi, mình sẽ đi phụ anh Thép đi nhiều quá, thì chắc là việc nhà mình sẽ hạn chế bớt lại. Sáng nay mình đi ra, mình phải đi ra tìm một cái chỗ mà xa xa, cái xa xa nhà ra, tại vì mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ, với lại ba chồng ngủ ở ngoài nữa, nên là mình cũng hơi ngại á. Mọi người hỏi rằng là tại sao mà Nhi đã từng qua nhà anh Thép chơi nhiều rồi mà sao giờ còn ngại. Ý là lúc đó mình chơi là theo cương vị bạn bè, mình đi, mình là khách, mình tới mình chơi mấy ngày rồi mình về. Còn bây giờ mình là người ở trong nhà luôn thì mình thấy ngại. Ý là bây giờ mình ăn uống rồi sinh hoạt như người trong gia đình, nhưng mà mình đâu có quan hệ máu mủ gì đâu, cho nên là mình cũng thấy ngại, ngại ở chỗ đó đó. Mình cũng chưa dám quay video nữa, hôm qua là anh Thép thúc mình quay chung với gia đình, chứ lúc qua mình cũng không định quay chung với gia đình, mình cũng ngại á. Xong rồi mấy ngày hôm nay mình ở gia đình chồng á, thì mình dự định là mình sẽ vẫn làm video như thế này mỗi ngày. Những cái video mình sinh hoạt hàng ngày với gia đình, rồi nấu nướng ăn uống này nọ. Tại vì Nhi nghĩ rằng là mình biết được cái khả năng của mình như thế nào, khả năng của mình tới đâu, mình có cái gì. Nên là mình không có thể nào mà lâu lâu mình làm một cái, 2-3 ngày mình làm một cái được. Mình phải làm thường xuyên, làm liên tục thì khả năng của mình nó sẽ mới dần cải thiện được. Mình phải là dùng cần cù bù thông minh đó mọi người. Thôi bây giờ sáng nay tranh thủ mình sẽ dọn sơ cái tủ lạnh nè, xong rồi lấy đồ ăn rã ngăn đá ra, xong rồi trưa mình nấu. Ở đây á, ở chỗ nhà anh Huy á, thì bây giờ không có đi chợ được mọi người. Đi là phải nhờ, phải có phiếu. Nhưng mà nhà anh Huy không có phiếu, nên là phải nhờ một người dì đi mua giùm, xong rồi vào lấy, chứ không có ra chợ được. Bây giờ Nhi sẽ dẫn mọi người đi làm việc nhà với Nhi nha. Đây, giờ mình sẽ mở tủ lạnh ra cho mọi người xem. Lúc chắc là có thời gian trước á, mua đồ ăn chống dịch hay sao á, mà mua quá chừng rau luôn, xong bây giờ nó úng hết trơn rồi nè, không có ăn kịp hay là không có để ý, nó úng hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình vệ sinh cái tủ lạnh ha. Cái này là xay nè, hôm qua anh Thép mua. Rồi bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái tủ lạnh đi. Còn bên đây mình phải vệ sinh cái bình nước này nữa.
là chiên mát hôm qua rửa, bây giờ mình sẽ úp nó vào sống chén cho nó gọn gàng. Giờ mọi người còn đang ngủ cho nên là mình không dám khua mạnh, khua nhẹ nhẹ thôi. Giờ Nhi sẽ rửa mấy cái hộp này để trong tủ lạnh trước, để cho nó ráo rồi tí nữa mình gác lại trong tủ lạnh. Còn mấy cái đồ này mình sẽ rửa sau. Bây giờ mọi người còn đang ngủ cho nên là mình không dám tham quan cái chuồng chiên của anh Huy. Lát nữa dậy rồi mình sẽ tham quan ha. Làm cái gì vậy? Em vừa chế rửa tủ lạnh. Ôi trời ơi. Trời, hôm nay dậy sớm vậy? Dậy sớm dậy tủ lạnh hả? Ai cho anh dậy vậy? Dậy sớm, trời ơi. Em đang quay video hả? Ủa gì hả? Đi ra đây rửa mặt. Xin chào tất cả mọi người nha. Mình sẽ đi rửa mặt. Anh vậy, anh hẹn báo thức hay sao vậy? Có rồi, dậy thế dậy sớm anh cũng có trước dậy sớm. Giỏi. Bố ơi. Bố. Sẽ cho mọi người xem thành quả sáng giờ của mình. Đó, gọn gàng chưa? Mình thấy nó ít vậy thôi chứ mình dọn cũng mất cả tiếng đồng hồ nha mọi người. Nào rửa rồi lau nữa. Nhi xin giới thiệu với các cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Nhi là cái người bạn luôn đồng hành với mình mỗi buổi sáng, đó là đây em Bu. Mình mà dạy mình khua khua là nó dạy nó đi theo mình luôn mọi người. Và mình sẽ nhờ anh Thép dẫn mình đi tham quan vườn trong lúc trong thời gian này anh Thép chưa có đi làm á. Đây là chuồng bồ câu nè. Đó, nhìn bồ câu không? Đây là chuồng bồ câu thì em biết rồi. Bây giờ em lấy lúa cho nó ăn đi. Lúa ở đâu? Ở trong cái tỉnh kia kìa. Sáng nay mình cũng phải cho nó ăn hả anh? Ừ, một ngày là cho nó ăn hai lần. Không cho nó ăn một cái là xong luôn. Nó phá hả? Nó bay xào 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 trên nhà mình sao? Vậy để ngày mai em cho nó ăn, bữa giờ em đâu biết đâu. Đó, trong đó có cái tỉnh lúa của nó. Đây. Mỗi lần em cho ăn là nửa son đó. Nửa son này. Múc nửa son này ha. Em múc đầy son cũng được, cho cô một, cho bồ câu một ít, cho gà một ít. Hồi giờ nhà em có bao, hồi giờ nhà em có bao giờ nuôi chim, nuôi gà, nuôi bồ câu đâu, em đâu có biết. Thấy không? Thấy gì chưa? Nó thấy mùi hả anh? Nó thấy cho ăn nó kéo quần đó. Giờ mình rải đâu cho nó? Mình rải vào đây nè.
em kêu cú 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 cú. Sao nó lên nó thính dữ ta? Kêu cú cú đi. Mình rải đây hả? Rải đây nè. Cú cú cú. Rồi rải rải. Rải đổ xuống hả? Mình rải rải rác rác đây. Cú cú cú. Cho nó ăn nữa đó. Cú. Đó, đã không? Đi. Cú cú cú. Nó bay qua kìa. Wow. Trời ơi nó bay loạn xạ luôn. Bay sao 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 dưới đây bèn luôn. Quá. Cú cú cú. Nữa không anh? Miếng nữa. Rồi, được rồi, nó như ăn nhiều đó thôi. Nhà mình là có gần một cỡ gần là gần 100 con nha. Wow. Còn có một số nó đi chơi nó chưa về đâu. Đi chơi nữa hả? Nó thích bay đâu, nó bay à, chim mà. Mày nó có nhớ đường về không? Sao không nhớ? Nhớ dài lắm. Có những chỗ mà chim người ta nuôi mà chuồng xấu quá hay người ta bỏ đói nó cũng về nhà mình nó ở nữa. Ờ hay vậy. Ừ. Còn cái này bây giờ mình cho ai? Cho gà. Cho gà ở đâu? Ở trong kia là mở nhà. Cửa sắt ra ha. Ừ. Đó, nó đang kêu mình cho ăn á không? Mở ra cái nó tú ra sao anh? Không có tú đâu. Luli. Rồi đi vô đóng cửa lại. Rồi cũng rải rải rác rác. Rải ở đâu anh? Đó rải ở đó luôn. Ừ. Đó 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 rải xuống đó rải xuống đó. Rải hết luôn rải hết luôn. Rải hai bên đó rải một bên hả? Rải một bên thôi rải hết. Cú cú tới. Tú 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 tú. Tú. Chết cái sao? Nhưng sao không được. Tú 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 tú. Ủa sao nó sợ em, sao nó không dám ta ăn ta? Bố, vô nha. Không, nó thấy em lạ hay sao á, nó thấy em lạ nó tưởng. Em rải thử. Tưởng nó bắt làm thịt nó sao á. Em có bây giờ em bắt gà đâu mà sợ. Rồi cứ rải đại ra đi, lát nó sẽ vô nó ăn. Đấy. Ừ, xong rồi, lát nó vô nó ăn. Thường ngày á là lần cho nó ăn rất là mừng luôn. Nó phải cú tới chứ, sao mà giờ này cho nó chạy ta. Đây vô. Y con chim. Con này là con chim gì anh? Con này là con vẹt á. Này nó bị xích chân không kìa. Xích chân nó để sợ, cho nó sợ, khỏi. Nó sợ. Để cho nó khỏi bay á. Nó có kêu được không anh? Nó nói được. Nó nói anh lọt, anh luyện cho nó chưa? Anh chưa luyện đâu. Biết biết. Biết. Nè. Hai thành viên đu cây nữa nè. Con Luli hồi ngày trước là nó sợ em đó mà không biết giờ nó còn sợ không. Còn con Tony nó là mới. Sợ Tony. Nhúc. Trời ơi nó chiều. Cái gì đâu mà nhìn. Trời ơi cái gì đâu cái son không à. Luli. Ủa bữa nay nó sợ em rồi anh. Nó tới nó nắm tay em. Lấy đồ cho nó ăn. Nó sợ. Nhưng tủ lạnh có gì cho nó ăn. Không có. Có xay không mà anh? Xay nó thấy thích ăn xay đó. Lấy xay cho con ăn nha. Lấy xay cho anh. Xay đây, Tony. Luli. Cảm ơn. Nó thấy nhì đi rồi này. Cho mỗi con Luli. Cho mỗi con 10 trái. Em đem như đây anh chị em chia ra. Chia ra. Chứ để nó quách lỗ. Trời ơi nó ăn nhanh ghê luôn. Nó ăn nhanh để cho mình cho nó giấu ở trong họng nó chứ ăn gì nè. Không, con này nó ăn nè, còn con này nó mới giấu nè anh. Nhanh. Đói quá rồi. Đó, cho nó ăn dần vài lần rồi nó về. Còn con bu sao nhốt nó ngoài kia nó khóc rồi kia kìa. Ý, hồi nãy nó theo ra. Để em mở cho nó. Gà với bồ câu với khỉ. Chim. Cái đây là chim hót avi. Lại chim hót avi là cái gì anh? Chim trong lòng avi á. Nè con. Chim đó là chim hót, chim cảnh. Ăn giỏi nha. Anh. Con chim đó. Nói như người vậy. Nói như một đứa trẻ 4 năm tuổi vậy. Ừ. Thông minh lắm. Nó có phải nó tắm chưa anh? 2-3 ngày tắm đó rồi. Bữa giờ tắm chưa? Dạ lát em tắm cho con bu rồi em tắm luôn. Nó phá. Đúng lắm. Đi. Bởi vì phải nhốt con chuồng thì bực bội nó nên bù, phải chích nó. Bu. À, mở bó cho nó. Bu nè bu. Đi ra. Cho nó vô luôn được không? Được. Đi vô luôn đi.
Nó tìm đường để nó. Nó kẹt rồi. Cái con này. Trời ơi, kẹt rồi bố ơi. Anh nó kẹt vô cái lỗ này luôn rồi. Nó bị kẹt rồi anh. Một vụ tai nạn xảy ra. Nó bị kẹt cái mông nó lại vô cái hàng xích rồi chui ra là con. Chui ra lại. Chui ra. Ui tợ cho ngu. Chui ra. Chui ra con. Đau không bố? Cố lên, cố lên, gần ra rồi, gần ra rồi. Kịp hai cái tay lại, ra đây. Kịp, kịp hai cái chân trước lại. Quá. Rồi. Cho ngu quá. Đường không đi chứ. Dễ sợ. Rồi. Rồi. Hết, kết thúc, hết khó huấn luyện cho gà ăn rồi đó. Hết khó huấn luyện cho gà ăn hả? Vậy là ngày mai cứ thế mà làm hả? Ừ. Còn ba trái, mọi đứa ba trái. Cắm. Con này nó ham ăn ghê à. Lưu ly, chanh nè, lưu ly. Khoái lắm. Lấy một tay hai trái luôn. Như đứa nhỏ vậy. Nhìn. Xin chào. Ok. Kỳ cục phía nam. Tony. Đã làm gì đâu. Là anh, là anh. Xích nó lại vậy chứ không là nó phá lắm. Nó đi đập nhà, đi bể cây. Cái gì phá đường nó phá, đập ly, đập chén gì đó. Nghe vậy hả? Ừ, phá hơn người nữa mà. Thôi giờ em vô em làm công chuyện tiếp. Giờ thì Nhi chuẩn bị nấu cơm chua. Còn cái phần này là bé Trang mới đem ra, mới mua đi chợ dùm. Tại vì nhà mình không có đi chợ được. Đem rau, rau nè, bí nè, anh làm đu đủ. Cái này nấu canh. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cái nấu cái này. Tại vì bữa giờ để trong tủ lạnh đó, nó chín gần hư rồi. Sáng mình dọn tủ lạnh thì mình lấy ra để mình nấu hết luôn. Giờ bé Thảo phụ mình nấu cơm nha mọi người. Chào tất cả cô chú. Nấu cơm cho chị nha. Dạ. Chị nấu đồ ăn. Cái này để tủ lạnh lâu lắm rồi. Nó đông đá, nó muốn héo rồi. Hôm nay thì mình chỉ nấu ăn cho nhà có ba người thôi, vì anh Thép đi làm rồi. Hôm nay nhà mình chỉ có ba người ăn thôi, nên là mình sẽ nấu hai món. Thứ nhất là cá chiên nè. Còn tủ lạnh còn sót bốn con mình chiên hết luôn. Rồi có một ít thịt, là thịt đùi á. Mình sẽ hầm nấu canh với lại bí. Mình thì không phân biệt được là cái bí này với lại cái bí này đâu. Cái này là gọi là bí đao, là cái lông nó sẽ nhám 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 như vậy. Lúc nào mình muốn nói cái bí nào là mình sẽ nghĩ ra cái lông nhám 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 này là bí đao. À, bí đao đúng rồi. Còn một cái loại cái này gọi là trái bầu. Còn cái kia là bí đỏ. Mình không có phân biệt được mấy cái thứ trái đó hồi xưa, giờ thì cũng phân biệt được chút chút. Trong khi mình bắt nồi nước sôi để mình trụng sơ qua cái thịt đó thì mình cũng bắt cái chảo lên để mình chiên cá luôn. Bốn con cá đã nằm gọn trong một cái chảo rồi mọi người. Đây là cách Nhi học được đó, là mình muốn nước ngọt đó, thì mình cho thịt vào lúc mà nước nó còn lạnh luôn rồi đun sôi thì nước nó sẽ ngọt nhưng mà nó sẽ không có trong. Mình muốn nước trong thì mình sẽ đun sôi rồi mới bỏ thịt vào. Cái đó là mình được một anh chia sẻ, không biết là có đúng không mọi người, để lại bình luận bên dưới cho Nhi tham khảo với nha. Ê ơi, cái món cá chiên bị hết dầu rồi mọi người. Thiếu dầu. Dạ, hết dầu mất rồi. Mới chín được cắn con à. Đây mọi người, khi mà mình bỏ cái thịt vào từ lúc nước nó còn lạnh á thì nước nó sẽ đục như thế này nè, nhưng mà nó sẽ rất là ngọt luôn. Bốn con cá chiên của mình giờ thành như thế này luôn mọi người, nhìn nó không có được đẹp. Mình định là mình sẽ chiên cho nó giòn giòn xíu, xong rồi mình chấm lại nước mắm nè, rồi ăn với rau sống. Nhưng mà bây giờ tình hình như thế này á, mình làm cái kiểu như vậy không có được.
ăn kiểu như vậy cái da nó phải giòn một chút. Nên là bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ rưới lên nước mắm trên này luôn cho nó rim ăn luôn. Biến tấu. Đây như mâm cơm gì đã chuẩn bị xong rồi này, mình chuẩn bị một dĩa rau sống, tí nữa mình cắt thêm dưa trái dưa leo nữa. Đây nồi canh của mình. Còn đây là cá chiên sốt nước mắm. Rồi, chuẩn bị mình sẽ bưng lên ăn cơm thôi, cơm đã chín luôn rồi nè. Ăn cơm xong hết rồi. Mang cơm. Quay xong mới nói gì? Dạ. Mới cơm ra xong rồi mình sẽ mời tất cả các cô chú anh chị ăn cơm chung với lại gia đình của Nhi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời mọi người ăn cơm. Mời ba mẹ chị ăn cơm. Hôm nay có ba người thôi. Con định chiên cá giòn để chấm nước mắm mà hết dầu. Còn có chiếu sau, chiếu xíu dầu à. Mới đây mà hết môi luôn, dầu đó bị bệnh hết. Nhà mình phải mua một canh to. Dầu tiếc là không mua cái dầu thực vật gì ha. Ăn ngon. Cái gì? Nó bị nát hết trơn. Đúng không? Cái gì còn ngon. Ủa bình thường nhà mình ăn cơm mấy giờ ba? Giờ trẻ cũng biết con canh giờ con nấu cơm nấu nhanh mà chuẩn. Nói về khi nấu có mình buồn nó cũng không mau chờ. Nếu giờ này ăn thì khoảng 11 giờ hơn mình nấu. Thường ăn 11 giờ. Nếu qua nhà cửa đó nó là sức ít còn sớm. Ở nhà con ăn sớm lắm, 10 rưỡi là đã ăn rồi. Quỳnh khách lạ ở đây là đói luôn. 12 giờ 1 giờ ăn thì chiều ăn có 6 giờ, 6 rưỡi tới chơi 7 giờ chứ nào sớm. Thường mấy người làm biển họ ở nhà nào cũng ăn cơm sớm. Dạ quen rồi nhá. Cơm chiều cũng ăn cơm sớm. 5 giờ mấy là bắt đầu ăn rồi. 9 giờ là nấu ăn, 10 giờ ăn à, nghỉ rồi. Sáng gom hết rau trong tủ lạnh nè. Bí rồi, ăn hết. Cá gì bỏ mắm lên ngon. Ừ. Mắm bé Thảo làm ngon ghê luôn á. Nói chung là mắm mình đâm cái gì nhuyễn nhất nó ngon. Ăn nhuyễn nó giờ nó mướt mắt mình. Ăn cảm giác nó cũng ngon. Chanh cái gì bỏ vô mình vớt cái nhuyễn. Hình như ở đây gần vườn gần rẫy hay sao mà rùi quá chừng luôn. Ở ngoài mình cũng có rùi nhưng mà mùa nắng á mới có. Còn đây là bắt đầu vào mùa thu chỉ sang năm mà vẫn còn nhiều rùi. Không biết rằng là các cô chú anh chị nào có biết cách nào mà mình đuổi được mấy con rùi này đi không, để lại bình luận bên dưới cho Nhi biết với nha. Nhiều quá cho nhiều luôn. Giờ Nhi rửa chén nha. Trời ơi, nhìn chim nó hót, nó bay kìa. Đã ha. Nhìn vui thiệt chứ. Ui, hai con chim màu trắng. Ôi, lúc đầu mình tưởng nó là chim đá mà thấy nó nhúc nhích. Dễ thương ghê. Ngày mai mình sẽ hỏi anh Thi là chim gì. Ê! Chạy rồi. Bu ơi, Bu đâu rồi? Bu, tới đây. Ui, giỏi nha. Mới kêu tới là lăn ra nằm liền à. Nịnh quá nịnh à. Nhà Nhi mới ăn cơm xong rồi mọi người.
Giờ thì trưa rồi, mình sẽ vào nghỉ trưa một chút. Thì rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video của Nhi nha. Xin cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhi nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ thì Nhi xin bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.